Cơ sở Lan Rừng Ngọc Bền xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2019, cơ sở chúng em lại tiếp tục cập nhật lô hàng mới về sáng nay. Và cái số lượng lan thì toàn là hàng mới thôi các bạn ạ. Nên là cứ mỗi loại là tầm khoảng 10 đến 20kg tùy theo từng mặt hàng. Và em cũng báo giá luôn cho các bạn, chia sẻ các bạn ngày hôm nay là ngày 15 tháng 4 đó. Trước khi báo giá thì em xin giới thiệu với cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, và số điện thoại của liên lạc với chúng em là gồm có hai số điện thoại là số 0984754102 và thêm một số phụ nữa là 0967615815 nhé các bạn nhé. Đó. Và hình thức bán hàng của em thì em sẽ bán gửi nhận các đơn hàng của các bạn trực tiếp vào số hai số điện thoại đấy cho chúng em. Và các tin nhắn ở Zalo hoặc Facebook thì chúng em không check được tin nhắn nữa, tại vì cái tần suất nghe điện thoại của các bạn gọi đến đặt hàng á, nên là rất cao, nên là chúng em không có thời gian để đi vào xem tin nhắn ở trong Zalo nhé các bạn nhé. Đó. Và bây giờ các bạn đặt hàng thì chúng em sẽ gửi hàng đi toàn quốc cho các bạn luôn ạ. Thì các tỉnh ở trong miền Nam thì chờ lấy hàng chừng khoảng 3 ngày. Còn các tỉnh ở trong miền Bắc thì trong vòng 1-2 ngày thôi các bạn nhận được lan nhé. Đó. Và các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước trực tiếp cho bên nhân viên bưu điện, họ sẽ giao hàng tận tay cho các bạn đấy ạ. Đó. Và bây giờ em đi vào báo giá từng loại lan mà hôm nay em có cho các bạn luôn. Thì mặt hàng đầu tiên đây thì là lan dáng hương đôi cáo nhé các bạn. Dáng hương đôi cáo thì có loại hàng vừa này. Đó, 250.000 1kg ạ. Có loại hàng vừa này thôi các bạn ạ. Hôm nay thì không có hàng to đẹp về, nên là có loại hàng vừa này để chia sẻ với mọi người. Thì là có giá là 250.000 1kg nhé các bạn. Loại hàng như này thì nó rơi vào độ khoảng 10 cây 1kg ạ. Đấy, 10 đến hoặc 12 cây nhé các bạn nhé. Và tiếp theo đây em giới thiệu các bạn có cả lan đuôi chồn đột biến hoa trắng, và hàng của Thái cấy mô như các bạn nhé. Và có cả lan đai châu bóc, cái đai châu trồng vườn này. Đấy, cái đai châu trồng vào chậu này nhé. Và có thêm cả dáng hương tam bảo sắc cũng hoa đột biến mà màu trắng nhé các bạn nhé. Như tam bảo sắc thì tức là nó sẽ có 3 màu, có màu vàng, màu trắng, màu vàng, màu tím và màu trắng. Nhưng mà nay nó chỉ còn cái màu trắng ngà thôi. Đó. Tức là nó mất hai màu vàng và màu tím rồi nhá. Đấy, là nó thành đột biến thành màu này, là cũng của Thái, họ cấy mô và trồng vườn nhá các bạn nhé. Đấy. Còn như ở đây em giới thiệu luôn cho các bạn cái lan chồn hoa trắng nhá, chồn đột biến hoa trắng đấy ạ. Thì cái chồn này thì 200.000 một cây một cái chồn hoa trắng này nhá các bạn nhá. Là 200.000 một cây ạ, họ trồng vào chậu như này. Đó. Rất là đẹp luôn ạ. Đấy, cứ cây rất là đều nhau các bạn ơi. Và tất nhiên họ trồng vào chậu được như này thì lá nó cũng xếp vê rất là đẹp luôn ạ. Đó. Và đây là tam bảo sắc hoa trắng đây. Đấy, hoàng thảo, cái này là dáng hương tam bảo sắc hoa trắng nhé, cũng là nó là hàng cấy mô của Thái Lan, tức là cũng là của hàng rừng thôi, nhưng mà là cây đột biến, nên là họ đấy giống để họ cấy mô ra được những cái cây nó đều đẹp như này nhé các bạn. Thì cái dáng hương tam bảo sắc hoa trắng này thì có giá là 300.000 một cây nhé các bạn. 300.000 một cây ạ, dáng hương tam bảo sắc hoa trắng. Đó. Và còn đây là cái lan đai châu. Đấy, lan đai châu. Loại size như này có giá là 200.000 một cây nhé các bạn. Đấy, loại size như này là 200.000 một cây ạ. Đấy, mỗi cây đều có 1 2 cần có 3 cặp lá. Đó, nó đều có 5 cây nhé, 5 lá nhé các bạn nhé. Những cái lá nhỏ đi ti ở dưới gốc thì không nói rồi, như lá này thì không nói. Đấy, nó đều có 5 lá cả nhé các bạn nhé. 5 lá. Đó.
Đấy, cây rất là đều đẹp ạ. 200.000 một cây nhé các bạn. Và còn đây cái size bé hơn có giá là 170.000 đấy ạ. Cái size bé này thì có giá là 170.000 nữa các bạn. Đấy. Đó. Thôi. Size bé này thì nó chỉ rơi độ khoảng 4 cây, 4 lá thôi các bạn. Đấy. Như cây này đây thì cũng được 5 lá đấy. Đấy, như cây này cũng được 5 lá đấy, nhưng mà cây nó bé hơn nhé các bạn nhé. Cây nó nhỏ hơn, lá nhỏ hơn nhé các bạn. Đó. Đấy. Size này thì 170.000 này. Đó. Và tiếp theo đây em giới thiệu thêm cho các bạn cái hết cái phần dòng dáng hương ấy nhỉ. Còn đây là quế tím. Em còn một phần quế tím đây. Phần quế tím này rất là đẹp luôn ạ. Đấy, hàng tươi đẹp luôn. Hàng mới về mà các bạn. Đấy, phần quế tím ở đây một bó này, đây một vài cây lẻ, cái to cái ấy có này. 250.000 cái phần quế tím này nhá các bạn. 250.000 quế tím ạ. Và còn đây em còn có thêm cái dáng hương cẩm báo nhé các bạn. Dáng hương cẩm báo bây giờ nụ cũng đang rất dài rồi đây các bạn. Dáng hương cẩm báo này có giá là 300.000 một kg ạ. Đó. Dáng hương cẩm báo nhá. Đấy. Cây cũng hàng rừng thì lá của nó sẽ bị dập lá đôi chút, nhưng mà cây nào mà dập quá thì chúng em bỏ ra. Như cái này, như lô này là đẹp đều nhau rồi, gần như là không có cây nào bị hỏng quá. Đấy, có những cái nụ hoa đang dài như này rồi các bạn. Đấy, rất là nhiều nụ luôn ạ. Đó, đây cẩm báo thì cho hoa rất thơm nhé các bạn nhé. Hoa cẩm báo thơm lắm các bạn ạ. Đó. Và rồi lên trên đây thì em cũng giới thiệu luôn cho các bạn cho hết cái dòng dáng hương. Thì đây là dáng hương tam bảo sắc hàng rừng nhé các bạn. Dáng hương tam bảo sắc hàng rừng này thì có giá là 250.000 một kg ạ. Đấy, loại hàng này xô xô, cây to cây nhỏ nó cũng lấn lộn nhau tí. Loại hàng này cũng tương đối là đẹp nhé các bạn nhé. Đấy. Đấy, dáng hương tam bảo sắc nhé. Thì có giá là 250.000 một kg. Đó. Và còn đây là lan đuôi chồn trắng. Đây là chồn trắng rừng nhé các bạn nhé. Chồn trắng rừng thì có giá là 250.000 một kg ạ. Đây là những cái vòi nụ mà cây đang ra nụ nhé các bạn nhé. Đấy. Chồn trắng bắc nhé các bạn. Đó. 250.000 một kg ạ. Đó. Và còn đây là dáng hương sóc tím. À đâu, em xin lỗi. Cái này là chồn rừng Lào nhé các bạn, không phải chồn bắc nhé. Em xin lỗi các bạn nhé. Cái này là chồn Lào nhé. Chồn trắng Lào nhé. Là 250.000 một kg đấy ạ. Còn đây là lan sóc tím rừng Lào. Sóc tím rừng Lào thì có giá là 200.000 một kg. Thì em nay em giảm giá cho các bạn là còn 180.000 một kg nhé các bạn. Đấy, 180.000 một kg sóc tím rừng Lào nhé. Đó. Hàng thì cây khá là đều nhau các bạn ạ. Đấy, sóc tím rừng Lào thì bây giờ đang là mùa nụ, nhưng mà có những cái nụ nào dài quá thì nó đã bị hỏng nụ. Nhưng mà những cái nụ này thực tế là chúng ta mới ghép thì không nên để nụ các bạn ạ. Khi chúng ta để nụ chúng ta xem hoa thì cây nó sẽ bị yếu và cây nó sẽ chậm ra rễ hơn. Còn chúng ta còn cố xem hoa thì cây yếu, có khả năng là cây này yếu quá, nó có khả năng là nó chết. Đấy. Đấy, đa phần là nó hỏng nụ nhé các bạn nhé. Thường thì nếu mà cây nào mà chúng ta xem hoa mà thích xem cái mặt hoa nó như nào, màu sắc như nào, thì chúng ta chỉ cần để tầm 3 hoặc 5 bông thôi. Đấy, có những cây nào mà còn vòi hoa. Đấy, đối với những cây nào còn vòi hoa mà chúng ta thích xem hoa thì chúng ta nên để 3 bông như này thôi. Còn lại cái phần còn lại mình nên cắt bỏ đi. Đấy, kể cả đuôi chồn thế thôi các bạn. Đó. Và tiếp theo thì em giới thiệu về các dòng thân thảo cho các bạn nhá. Các dòng thân thảo thì có rất là nhiều luôn ạ. Dòng thân thảo thì có rất nhiều nhá các bạn nhá. Đó. Đấy, đây là những cái
dòng thân thảo của chúng em thì chúng em cũng có, hôm nay em có cái lana, đây là lana hoàng thảo tam bảo sắc đây các bạn, hoàng thảo tam bảo sắc cho bông hoa rất là rực rỡ luôn ạ. Đó, ở đây có lẫn một ít vani, hương vani thì ở đây cũng là hoàng thảo tam bảo sắc này, vẫn đang nụ này. Đấy, lác đác có những thân đang nụ này rồi các bạn ạ. Đó, còn những thân này vẫn chưa thấy có nụ đâu này. Đó, những thân này vẫn chưa thấy nụ đâu này. Đây là những thân tơ hoàn toàn nhé. Là sắp tới nó sẽ cho chúng ta chơi nụ hoa cho bông nhé. Đấy, hoàng thảo tam bảo sắc thì có giá là em chỉ có độ khoảng hơn 1 kg, thì có giá là 250.000 1 kg thôi các bạn. Đó, và còn đây là lan u lồi. Lan u lồi này thì cũng là hàng bây giờ đang lên mầm. Đấy, đang lên mầm gốc rất là đẹp để sang năm chúng ta chơi hoa vào mùa Tết nhá các bạn nhá. Lan u lồi nhá. Đấy, bây giờ đang lên mầm đấy ạ. 300.000 1 kg lan u lồi ạ. Đấy. Và còn tiếp theo đây em có lana long tu đá trắng. Long tu đá trắng có giá là 200.000 1 kg đấy ạ. Đấy, 200.000 1 kg long tu đá trắng nhé các bạn. Và còn đây là lan đuôi chuột. Lan đuôi chuột Bắc đấy ạ. Thì có giá là 200.000 1 kg lan đuôi chuột. Loại hàng này thì nở hoa vào trước Tết độ khoảng tháng 11 như này. Đấy, tháng 11 như này là nó nở hoa nhé các bạn nhé. Và còn đây em có một phần phần lan thập hoa. Đấy, thập hoa thì bây giờ đang bắt đầu ra một nụ ở đây các bạn. Như thân này đây đang ra nụ này. Đấy, có một nụ này. Còn rất là nhiều thân tơ vẫn chưa ra nụ đây. Có những thân là đang nứt bắt nụ như này nhé các bạn nhé. Đấy, đấy, như thân này đang nứt bắt nụ này, đang bắt đầu đi vào mùa nụ của lan thập hoa rồi nhé các bạn. Phần này thì em để giá cho mọi người là 150.000 đây, phần thập hoa này nhé. Đó, và còn đây là lan trúc mành. Trúc mành thì bây giờ đang là mùa hoa đấy các bạn ạ. À đây, nụ đây. Đó, đây thập hoa, cây trúc mành đang nụ đây. Đấy, đấy, đây là một nụ trúc mành đấy ạ. Và đây nữa này. Đấy, đang lác đác có nụ khá là nhiều đấy. Đấy, lan trúc mành có giá là 300.000 1 kg nhé các bạn. 300.000 1 kg lan trúc mành ạ. Đó, và tiếp theo đây một loại lan mà đang nở hoa đây là lan đơn cam nhé các bạn. Đấy, đơn cam hôm nay về được mấy cân này, đang nở hoa rất là tươi luôn ạ. Đấy, như thân này là bị gãy hỏng thì chúng em sẽ bỏ ra để chúng em ươm kỳ thôi. Đấy, thành từng khóm ngắn đằng dài. Đấy, cái loại hàng thân ngắn ngắn dưới 10 cm á thì chúng em bán với giá là 1 triệu đồng 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, ngắn dưới 10 cm thì em bán là 1 triệu đồng 1 kg, còn dài trên 10 cm trở lên là 1.300.000 1 kg nhé các bạn. Đấy, đấy, tùy chọn các bạn lựa chọn cái loại hàng nó như nào nhé. Đấy, các bạn thích hàng dài thì em cân hàng dài và giá hàng dài nó cũng sẽ riêng nhé. Đấy, tại vì lúc em đặt hàng thì cái giá hàng thân dài thì nó cũng có cái giá nó đắt hơn. Đấy, đó, hàng dài trên 10 phân đây. Bây giờ thì những cái bông đơn cam rất là sặc sỡ luôn. Đấy, những mặt bông đơn cam đây. Tuy nhiên lúc đóng gói về thì mà cái mặt bông nó rất là nhăn nheo. Đấy, còn loại hàng ngắn ngắn dưới 10 phân này. Đấy, 3 phân, 5 phân nó vẫn cho hoa bình thường thôi các bạn. Đấy, như thân này đây thì độ khoảng 5 phân nó mới cho bông bình thường. Còn như thân này thì chắc độ 3 phân. Đấy, 3 hoặc 4 phân nó cho bông rất là sai. Nên là nó thuộc về dòng hoa rất là đẹp. Đấy, 1 triệu cho loại thân ngắn ngắn dưới 10 phân nhá các bạn nhá. Còn đây có một phần ý thảo ba màu. Ý thảo ba màu vẫn còn đang nụ này đây các bạn. Cái này ý thảo ba màu Bắc thì nó nở muộn hơn cái ý thảo của rừng Lào. Ý thảo rừng Lào nó nở tàn hoa cách đây tháng rồi các bạn.
Đấy. Còn ý thảo rừng rừng Bắc thì bây giờ có những thân nó vẫn còn đang nụ như này đây. Có một phần duy nhất thôi các bạn ạ. Phần này thì em để giá chia sẻ với mọi người là 200.000 nha các bạn. 200.000 cái phần này. Và còn đây là nhất điểm hồng hay trinh bạch đấy ạ. Còn một bó duy nhất đây. Có một bó duy nhất này. Nhất điểm hồng. Bó này là 100.000 nha các bạn. Còn đây một bó kim thoa. Đấy. Đây cũng có một bó kim thoa thân nó ngắn ngắn vừa vừa thôi. Đấy. Bó kim thoa rất là đẹp luôn. Xanh mướt. Bó kim thoa này để giá cho mọi người là 80.000 nha các bạn. 80.000 bó kim thoa. Còn đây là một bó môi tua. Bó môi tua này là 150.000 bó môi tua này nhé các bạn. Môi tua chuẩn bị đi vào mùa hoa rồi đấy ạ. Bó môi tua rất là đẹp luôn ạ. Bó môi tua gồm có 1 cân 1kg luôn. Đấy. Là 150.000 nhé các bạn. Có 3 rề đây này. Đấy. Có 3 rề đây này. Đó. Bó này chỉ có 3 rề thôi, rất đẹp luôn ạ. Và tiếp theo đây là Lana Ý Ngọc. Lan Ý Ngọc thì bây giờ đang vào mùa nụ hoa như này nhé các bạn nhé. Đang còn nụ chi chít rất là nhiều luôn ạ. Đây. Những thân này chỉ rơi vào độ khoảng 20cm thôi mà đang nụ rất là nhiều luôn ạ. Đây. Nụ hoa chi chít nhá, sắp chuẩn bị sắp nở hoa rất là nhiều luôn ạ. Và còn đây là một khóm này nó đang nở hoa ở đây. Đấy. Đấy, dề này đang nở hoa này. Đấy. Bông nụ rất là to rồi ạ. Đấy, mặt bông của Lana Ý Ngọc đây. Đấy, môi thì hồng hồng, họng tím nhá các bạn nhá, cánh trắng này. Đó. Cánh trắng, môi hồng, họng tím nhá. Đó. Lan Ý Ngọc đây ạ. Ý Ngọc thì có giá là 300.000 1kg nhé các bạn. 300.000 1kg Ý Ngọc ạ. Ý Ngọc thì hàng này cũng đang rất là sốt và hàng số lượng hàng về rất là ít ạ. Và còn đây là đùi gà tròn, hàng đẹp. Đùi gà tròn hàng đẹp để cho các bạn vào vườn. Có giá là 250.000 1kg nhé các bạn. Loại hàng đẹp đấy ạ. 250.000 1kg. Đó. Và còn đây là long tu xuân. Long tu xuân 280.000 1kg nhé các bạn. Loại hàng này rất là dễ thuần. Đấy. Ở khắp mọi vùng miền đều thuần được cái loại lan này. Long tu xuân này nở hoa vào tháng 2 âm lịch hàng năm nhé các bạn. Còn các bạn ở trong miền Nam thì khí hậu nóng ẩm quanh năm thì có khả năng nở hoa vào tháng giêng nhé. Đó. 280.000. Và còn đây là lan cẩm báo. Thì lúc nãy mà có kia giới thiệu mọi người rồi. Còn đây là lan hoàng phi hạc. Lan hoàng phi hạc có giá là 160.000 1kg này. Lan hoàng phi hạc nhé các bạn. À đâu, em nhầm. Cái này là lan là hoàng thảo xoắn nhé các bạn. Hoàng thảo xoắn. Đây là lan hoàng thảo xoắn các bạn ạ, 300.000 1kg. Đấy, em nhầm luôn cả ấy. Đấy, đây là hoàng thảo xoắn, tất cả đều là hoàng thảo xoắn hết. Đấy. Thân hoàng thảo xoắn với cả thân đùi gà và thân hoàng phi hạc nó na ná gần giống nhau. Nhưng mà đấy. Em nhìn thân lá thì khác cái là biết ngay nó là hoàng thảo xoắn rồi. Đấy. Nó chỉ là gần giống nhau thôi chứ nó không thể giống nhau được hết nhé các bạn nhé. 300.000 1kg hoàng thảo xoắn ạ. Và còn đây là lan vảy rồng. Vảy rồng 150.000 1kg nhé các bạn nhé. Vảy rồng này của rừng Lào nhé. Đấy, vảy rồng rừng Lào thì nó nở hoa vào cuối tháng giêng đầu tháng 2 rồi. Đó, hàng rất đẹp luôn ạ. Còn đây là lan hạc vĩ Bắc. Hạc vĩ Bắc bây giờ đang lên mầm gốc như này đấy các bạn. Đó. Hạc vĩ Bắc thì có giá là 300.000 1kg nhé các bạn. 300.000 1kg hạc vĩ Bắc ạ. Và còn đây là lan hương vani. Hoàng thảo hương vani nhé các bạn. Hoàng thảo hương vani cũng chưa ra nụ đâu. Đấy. Đang chuẩn bị đi vào mùa nụ thôi. Hoàng thảo hương vani nó nở hoa vào mùa phi điệp. Theo mùa phi điệp là tháng 5 nhé các bạn nhé. Đầu tháng 5 ạ. Là cây nở hoa.
Hoàng thảo hương vani có giá là 300.000 một kg nhé các bạn. Đấy, 300.000 một kg hương vani ạ. Còn đây là nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng thì có giá là 120.000 một kg ạ. Đó, hàng rất là đẹp luôn. Đấy, 120.000 một kg nhất điểm hoàng nhé các bạn. Và còn đây kim điệp xuân. Kim điệp xuân thì đấy, về được ít hàng mới và ít hàng cũ lẫn lộn nhau nha các bạn. Đấy, hàng này thì em bán với giá là 130.000 một kg đây, kim điệp xuân nhé các bạn. Còn đây ngọc thạch rừng Lào, về được độ khoảng 3 kg. Ngọc thạch rừng Lào thì cho màu hoa rất là, cũng khá là sặc sỡ. Nó còn đậm màu hoa hơn cả ngọc thạch Bắc cơ, nhưng mà thân nó nhỏ mảnh hơn. Đấy, với cái thân nhỏ mảnh này thì nó sẽ cho được rất là nhiều thân, lợi thân hơn cái ngọc thạch Bắc. Đó, ngọc thạch rừng Lào thì có giá là 180.000 một kg nhé các bạn. 180.000 một kg ngọc thạch rừng Lào ạ. Đấy, còn đây là ngọc thạch Bắc đây. Ngọc thạch Bắc thì bây giờ đang đi vào mùa nụ hoa này nhé các bạn. Đấy, ngọc thạch rừng Bắc thì có giá là 220.000 một kg nhé các bạn. 220.000 một kg ngọc thạch rừng Bắc ạ. Và bây giờ cây đang ra nụ này. Bây giờ đang bắt đầu đi vào mùa nụ của ngọc thạch Bắc nhé. Đó, hàng rất là đều đẹp luôn ạ. Hàng mới về này, đồng thời cây đang lên mầm gốc, xanh mướt luôn. Và còn đây là cái hoàng thảo hoàng phi hạc đây. Lúc nãy em nhầm với cái hoàng thảo xoắn ở dưới bên lúc đầu kia đây. Đấy, hoàng phi hạc có giá là 200.000 một kg, thì nay giảm giá còn 170.000 một kg thôi này cả. Cái hoàng phi hạc nhé các bạn nhé. Đấy, 170.000 một kg thôi. Và còn đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên bây giờ đang nở hoa này các bạn. Hoa rất là thơm ạ. Sơn thủy tiên hàng rừng nhé các bạn. Hoa rất là thơm và lô hàng này rất là đều đẹp nhé các bạn. Đấy, những khóm nhỏ thì nó cây cũng rất là tròn đầy, tròn mập. Đó. Đấy, những cái giả hành rất là tròn mập luôn ạ. Đấy, đa phần là hàng khóm khóm như này nhé các bạn nhé. Còn hàng lẻ này thì chúng em sẽ bù làm sao cho nó đủ kg thôi. Chứ còn nếu các bạn mua 1 kg chắc chỉ được khoảng 3 khóm, cùng lắm là thêm một khóm nhỏ nữa là thành 4 khóm. Đấy, đấy, đây là sơn thủy tiên đang nở hoa chi chít luôn này. Hoa rất là thơm luôn. Em đang giới thiệu cho mọi người đây mà ngửi mùi hoa của nó là thơm sực nức rồi. Đấy, mùi hoa tương tự như hoa gì ở Đà Lạt ta, cái hoa gì vàng vàng Đà Lạt mà họ trồng ở đồi nhỉ? Hoa gì ta, quên sử tên rồi, mới nhớ đây mà quên rồi. Đấy, đó. Và đây em có một dề sơn thủy tiên này, dề sơn thủy tiên này cả năm nay nó trốn hoa này, chỉ lác đác một vài thân là ra nụ nhưng mà nó bị hỏng này. Đấy, đấy, lác đác một vài thân. Sang năm thì dề này nó nở hoa thì khỏi nói luôn. Dề này thì có khá là to nhá, rất là to tròn và rất là nhiều thân tơ đấy. Thân già thì họ có lúc hôm qua về thì em có tỉa bớt những thân già đi rồi. Đấy, bây giờ chỉ còn đa phần là những thân tơ để sang năm chơi hoa thôi. Đấy, mà cái sơn thủy tiên á thì năm nay nó ra hoa mắt này thì sang năm nó ra hoa mắt khác. Một thân này nó ra hoa 3 năm, 4 năm nó mới hết. Khi nào nó hết mắt ngủ ở phần ngọn này thì nó mới hết cái thân hoa nhé các bạn nhé. Đấy, đó. Thậm chí cả những mắt ở đây, nếu mà nó nở hoa rộ, cả những mắt ở đây nó vẫn nở hoa nhé các bạn. Những mắt ở dưới này nó vẫn nở hoa này. Còn đa phần là nó nở từ đây trở lên này. Thì từ đây trở lên thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mắt. Đấy, 7 mắt. Tưởng tượng xem, mỗi năm nó sẽ nở khoảng 1 hoặc 2 đến 3 mắt. Đấy, khi nào nó hết 7 mắt đấy, nó sẽ, nó lúc đấy mới là hết cái thân hoa nhé các bạn. Đấy, dề này có giá là 1.500.000 nhá. Rất là to đẹp ạ, rất là tròn đẹp. Sang năm thì dề này nở hoa thì khỏi nói luôn. Đấy, và còn đây là kiều tím miền Trung.
Kiều tím miền Trung có giá 350.000 1 kg nhé các bạn. 350.000 1 kg kiều tím miền Trung ạ. Lô hàng này thì thân nó ngắn ngắn đều đều nhau. Đấy. Cái dề này tí nữa phải tỉa rễ cho các bạn. Đấy. Dề này tỉa rễ. Dề này nhiều rễ quá. Đấy. Đó, kiều tím miền Trung đấy ạ. Đấy. Các bạn thích đặt hàng lấy thân ngắn, có thân ngắn, thân dài, có thân dài nhé các bạn nhé. Đấy, giá đều bằng nhau là 350.000 1 kg nhé. Kiều tím miền Trung bây giờ đang đi vào mùa nụ nhé các bạn nhé. Đấy, đang đi vào mùa nụ, mùa hoa nhé các bạn. Đó, đây. Nụ của kiều tím đây. Đó, đang đi mùa nụ, mùa hoa đấy ạ. Và đây em có một dề dề kiều tím đây. Dề này có một dề duy nhất thôi, 2 kg. Dề này có giá là 700.000 này. Đó, có một dề duy nhất thôi. Đó, hàng dề vẫn bán ngang với cái giá hàng kg. Đấy, các bạn biết đấy. Chỉ có giá là 700.000 thôi. Đấy. Và tiếp theo thì là Lana. Đây là Ngọc Thạch Bắc, lúc nãy em có giới thiệu các bạn nhé. Còn đây Lana kiều dẹt và lan biện biên đông. Lan biện biên đông thì có giá là 220.000 1 kg ạ. Còn độ khoảng 2 kg thôi, lan biện biên đông hương rừng đấy ạ. Còn đây là kiều dẹt đây các bạn. Kiều dẹt có giá là 900.000 1 kg ạ. Đấy, kiều dẹt mặt hàng rất là hiếm có để chia sẻ với mọi người. Hầu như là có hàng về mà số lượng nhiều thì họ cho vào vườn, họ thuần để bán hàng thuần thì nó sẽ được giá hơn. Đấy. Nhưng mà nay em chuyên bán hàng kg này cho các bạn á, thì có được hàng thì em có chia sẻ được, thì em chia sẻ được là với cái giá là 900.000 1 kg ạ. Đấy, kiều dẹt thì nó cũng rất là nhẹ. Đấy, mà hoa thì đẹp nhất trong các loại hoa về dòng kiều nhé các bạn nhé. Hoa nó cho màu vàng cả. Đấy, và bông hoa nó rất là to, rất là đẹp. Đó. Và còn tiếp theo đây là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa hàng giống đây thì nay em giảm giá chia sẻ với mọi người là 160.000 1 kg nhé các bạn nhé. Đấy, còn cái loại hàng đẹp thì nó có giá tới 250.000 1 kg cơ. Đấy, kim điệp nhựa nha các bạn, 160.000 1 kg thôi. Đấy, còn đây dáng hương đuôi sóc em có giới thiệu chia sẻ với mọi người rồi. Đấy, và còn đây là trầm vàng, lan trầm vàng nhé các bạn. Trầm vàng nay em bán chia sẻ mọi người số này là 250.000 1 kg nhé các bạn. 250.000 1 kg ạ. Như cây này thì toàn thân già thì bỏ thôi, cây này thì không thể trồng được rồi. Đấy, đấy, thân tơ thân ấy đây, 250.000 1 kg nhé, lan trầm vàng nhé các bạn. Còn đây cũng một loại lan vàng này nữa này thì đây là kiều vàng nhé các bạn. Kiều vàng hàng mẻ hàng hôm nay thân khá to đẹp đấy. Kiều vàng có giá là 220.000 1 kg nhé các bạn. Hàng bây giờ thì cứ càng ngày càng lên giá thôi các bạn, chả có cái lúc tụt giá nào. Em cũng muốn nó tụt giá xuống để bán rẻ thì có nhiều khách mua hàng hơn, nhưng mà cứ mỗi lúc càng lên giá này. Đấy, kiều vàng thì đang là cũng đang là mùa hoa thì cũng đang là mùa ghép rất thuận lợi luôn các bạn ạ. Đấy, như đây thì có rất là khá là nhiều thân là đã tàn hoa này các bạn. Đây, như những thân này đã tàn hoa nhé các bạn nhé, như dề. Và đây em có một dề đây. Đấy, dề này thì có 1,5 cân luôn, 350.000 cái dề này nhé các bạn nhé. Đấy, dề kiều vàng này là 350.000 ạ. Đấy, rất nhiều lá luôn, thân nào cũng có lá nhé. Đấy, còn hàng kg thì là 220.000 1 kg các bạn nhé. Và còn đây là kiều vuông. Kiều vuông rừng Lào thì cũng đã hết mùa hoa nhé các bạn. Kiều vuông rừng Lào thì có giá là 250.000 1 kg ạ. Đấy, kiều vuông thân ngắn nhé các bạn. Đó, 250.000 1 kg ạ. Hàng rất là đẹp luôn ạ. Loại hàng này thì chúng ta cũng chỉ cần là mua 1/2 cân thôi là chúng ta đủ để chơi rồi, chơi một giỏ rồi, tại vì cây nó khá là nhẹ. Và tiếp theo đây là kiều vuông thân dài, kiều vuông mỡ gà nhé các bạn. Kiều vuông mỡ gà này có giá là
280.000 1 kg ạ. Kiểu vuông mới gà này thì chưa vào mùa hoa đâu nhá các bạn nhá. Sắp chuẩn bị đi vào mùa hoa thôi nhá. Đấy, kiểu vuông mỡ gà. Đấy, cây cho bông màu hoa mỡ gà rất đẹp luôn ạ. Đấy, loại bông của loại kiều này thì có khả năng là so sánh được với cái lan kiều dẹt đó, nhưng mà giá rất là rẻ, 280.000 1 kg nhé các bạn. Lan kiều vuông thân dài này, kiều vuông mỡ gà đấy ạ. Và còn đây là đùi gà dẹt loại hàng giống đây. Đùi gà dẹt loại hàng giống vẫn còn hàng đây nhá. Đấy, như thân này đây là đang đẻ ki này đó, và đang bắt đầu lên mầm gốc chứ các bạn nhé, đang lên những cái mầm gốc như này đây. Đấy, mầm gốc trắng toát này đó, 150.000 1 kg này, đùi gà dẹt nhé các bạn. Và tiếp theo đây là lan hoàng lạp. Lan hoàng lạp thì mẻ lan này cũng được cái giả hành cũng rất là to đẹp đấy. Lan hoàng lạp có giá là 150.000 1 kg nhé các bạn, về cái lan hoàng lạp ạ. Còn đây là lan kiếm đỏ đây. Kiếm đỏ thì 70.000 một bó kiếm đỏ nhé các bạn. Đấy, 70.000 một bó kiếm đỏ này ạ. Bó kiếm đỏ thì nó sẽ nở hoa vào tháng 6, tháng 7 nhé các bạn nhé. Đấy, và cuối mùa hè, đầu thu. Đấy, lan kiếm đỏ Cao Bằng thì cho cần hoa to bằng chừng khoảng cổ tay á, cho màu đỏ, đỏ đỏ rực, đỏ gạch, rất là đẹp luôn ạ. Đấy, đấy. Đấy, vừa rồi là những mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ với mọi người. Và giá chi tiết thì em đã giới thiệu chia sẻ với mọi người nhé. Và cái em quên là cái sơn thủy tiên các bạn, mới nhắc là em chưa báo giá sơn thủy tiên cho các bạn nữa. Đấy, cái sơn thủy tiên thì có giá là 220.000 1 kg nhé các bạn. 220.000 1 kg sơn thủy tiên nhé. Đó, hàng rất là đẹp luôn ạ. Đấy rồi, em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên Tổ quốc nhé.